Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại là anh em mình đang ở trên sân tập và chuẩn bị tập một cái skill mới, đó là lăn ngang qua lưng. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình tiếp tục và sẽ thích cái video này nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào xem anh em tập cái động tác skill mới này. Thì skill này thì đợt mình cũng đã tập, cũng đã có được vài năm đi diễn rồi, nhưng mà một hai năm nay lại không có biểu diễn động tác này, cho nên đã bị tất chuyên. Cho nên hôm nay quyết tâm phải làm lại được cái động tác này. Có nghĩa là như thế này, khi mình quay này, đó. Lại. Đây tập skill lăn qua lưng nha các bạn. Đấy, hôm nay là anh em tập skill mới lăn qua lưng. Skill này rất là đẹp luôn. Skill thất truyền 5 năm. Hơi khó một xíu không nhỉ? Lúc trước thì đầu mình có dùng skill này nhưng mà đã bị thất truyền mấy năm nay, bây giờ mới tập lại. Skill này rất là đẹp, kết hợp vô múa biểu diễn rất là đẹp luôn. Đánh lên, em phải diện đánh. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho đoàn của mình nha. Các bạn hãy chia sẻ cái video này, coi như là ủng hộ tinh thần cho mình nha các bạn. Ok, rất là tốt. Quá dữ. Bây giờ làm xong này là đổi nha, tới người tỷ là mình muốn chỉ muốn lại những người cao nữa chứ không phải muốn những đứa thấp, được không? Người tỷ lớn. Đây chỉ là mới tập không thôi, còn vô đầu và vô đuôi nữa, kết hợp đầu và đuôi, đó là một quá trình rất là dài luôn. Nếu như mà làm được skill này thì biểu diễn rất là đẹp, skill rất là đẳng cấp. Bây giờ như thế này, giờ mình tập từng bước ngang, rồi đặt cái lưng lo thôi. Lưng nè phải đánh về phía trước, chân này rút gối lên nè. Chân này rút gối tạo đà rút que là chân kia co gối lên là nó sẽ que. Nếu chân kia không co gối lên nó móc vô cái bèo như thế này kìa. Đắp lưng xuống, thẳng lưng ra rồi. Rồi, không mạnh nhẹ. Đấy, keo quá, đắp lưng xuống. Tốt. Ok. Mình không có tập tay. Để làm được skill này thì các bạn phải mạnh dạn lên nha. Mạnh dạn đánh. Mạnh dạn đánh lên thật là nhanh, thật là mạnh luôn. Càng qua nhanh á thì làm được động tác thôi. Không lưỡng lự nha. Qua càng nhanh càng tốt. Qua càng nhanh thì chúng ta sẽ làm được động tác. Đó, các bạn đầu tiên các bạn phải quay càng nhanh càng tốt. Đó, quay như vậy á. Rồi tốt, đẹp. Rồi bây giờ khá là ổn. Ngần em vô ngay chỗ này nè. Bắt đầu xuống nha. Mọi chuyện gì cũng để yên đó nha. Rồi quay thôi. Biết không? Thằng kia nó keo quá, mà em chơi em không lăn rồi phía trước, em lăn lui lại phía sau em tụt. Được không? Lăn ngược tay rất là khó luôn. Đấy. Thì bên trái khó thì mình làm thì nó hay. Lăn ngược tay lại rất là khó nha các bạn. Đó. À, đổi tay đó. không phải bên thuận là rất là khó. Ok, tập động tác này thì các bạn nên hỗ trợ là một con thêm miếng đệm ở dưới lót để cho mà an toàn cho các cổ động viên của mình ha. Rồi, thấy không? Là ông tụt ra sau rồi. Tại sao không đưa cái mông mình vô ngay cho vị trí này? Nếu mà mông đặt cái này là lấy gì tụt? Hôm nay rất là quyết tâm để mà tập được động tác này. Không có lực đánh. À, để mà có thể đi biểu diễn. Nó sẽ đẹp mắt hơn trong cái bài biểu diễn của các bạn.
Rồi chuẩn bị xuống rồi đưa thẳng lưng ra luôn. Chuẩn bị qua nha. Thôi. Khi làm cái động tác này thì người mà khom á, khom lưng á thì lúc cũng rất là quan trọng. Khom thì phải cho cái lưng của mình nó sẽ là thẳng, thẳng một cách tương đối thôi, chứ đừng có phải là gù, không gù luôn. Phải thẳng, thẳng thì cái người mà lăn qua sẽ rất là dễ. Đó là sự kết hợp giữa rất là nhiều người luôn. Còn ông đứng này, ông nội thằng nào qua cho nổi. Rồi, thẳng ra nữa, sáng rồng ra điện. Thẳng, thẳng lưng nha các bạn. Thẳng như nãy á. Càng thẳng càng tốt. Đây là cái lưỡi bò của Trung Quốc à. Rồi thẳng lưng là mới qua được dễ dàng lắm. Rồi, đó. Theo anh ra mẹ vé. Rồi, qua nhẹ nhẹ. Ok, thôi, đây là thành viên mới sẽ tập động tác này. Rồi, xịt. Lợi thế nó tập võ rồi. Tốt. Thành viên này đệ tử Hồ với Hồng nên động tác này cũng không phải đáng kể gì. Thử luôn hả? Không, rất là tiên lăng. Qua nhanh lên tiên, qua càng nhanh càng tốt. Sau á, là ví dụ như cái người bị rướng ra rồi, co cái gối lại. Xe lít. Đó, lưng chưa lên. Mặt lưng lên, hẹo luôn hả? Rồi, đổi, đổi theo. Lâm vô đây. Rồi cái thấp tấm quá, thấp tấm tay xuống chân theo chịu nổi, hiểu không? Mình đâu phải siêu phụ đâu. Rồi cái thấp tấm, đứng bình thường, đứng lông, đứng xuống. Rồi vậy thôi. Rồi nè, rồi, này ra, ok nè. Rộng lại nha, thưởng cái đầu lên xíu. Đó. Ok. Nói xuống. Thì hôm nay là mới chỉ là tập cơ bản thôi nha các bạn. Mới chỉ tập một người thôi. Chưa tập đầu, chưa kết hợp người đuôi. Đó, cho nên là hôm nay chỉ là một cái sự kết hợp cơ bản thôi. Nó sẽ có những cái video tiếp theo về cái giai đoạn tập skill này. Skill này tập cũng phải là mình nói là khá là lâu đó. Phải thật sự là mạnh dạn. Phải thật sự mạnh dạn. Đó. Hẹn gặp các bạn ở những cái video tiếp theo nha.